20 tháng 12 năm 2023, shop Hân My xin giới thiệu mẫu Twitter T2 khung carbon, phụ carbon, cốt yên carbon, ghi đông carbon, bánh trước, bánh sau, bánh nhôm. Giá xe 13.850.000. Xe được trang bị thắng đĩa vừa dầu vừa cơ. Khi mua xe sẽ được tặng nhiều đồ chơi gồm có gọng, bình nước, đèn trước, đèn sau, dầu bôi trơn nhớ bạn nha. Và nếu các bạn không lấy đồ chơi thì em sẽ giảm giá tiền trực tiếp cho bạn một xíu lục giác nữa đó. Nếu không lấy đồ chơi thì giảm giá, còn nếu mà lấy đồ chơi rồi và thì sẽ không được giảm giá nhớ bạn nha. Nhưng mà cũng có hình thức chọn vừa lấy đồ chơi theo ý, là lấy những món cần thiết và giảm xíu tiền cần thiết, đó là ok nhớ bạn nha. Nói chung món nào không lấy trừ tiền ra. Rồi, Twitter T2 thắng đĩa cơ dầu, ghi đông bô tăng carbon, khung sườn carbon. Giá xe 13.850.000. Đây là thắng đĩa cơ dầu 12 tốc độ. Mẫu này mẫu 12 tốc độ, có nghĩa là 12 líp, 2 đĩa 12 líp, chứ không phải là mẫu cũ là 2 đĩa 11 líp nha các bạn nha. 2 đĩa và 12 líp. Tay đề lắc Retrobat, mẫu mới là cái tay lắc của nó, tay đề lắc màu đen. Mẫu cũ tay lắc có chữ đỏ nha các bạn nha, 11 tốc độ à, là người ta sử dụng tay lắc của con thắng gom á, người ta gắn vô à, bây giờ là mẫu mới à, 12 tốc độ, ghi đông, dây âm ghi đông, ghi đông carbon, phô carbon. Thắng đĩa vừa cơ vừa dầu, có nghĩa là sao? Dây là dây cơ, heo là heo dầu nhớ bạn nha. Vừa cơ vừa dầu, chạy cho lắc xí ngầu à. Thắng đĩa vừa cơ vừa dầu, chục bút. Giá xe 13.850.000. Tặng đồ chơi, còn không lấy đồ chơi giảm giá tiền. Mua xe là giá đó bao ship. Nếu các bạn không bao ship, không lấy đồ chơi sẽ giảm tiền nhiều nữa. Còn nếu mà đã lấy đồ chơi thì bao ship là có đồ chơi cho các bạn luôn nha các bạn nha. Đó. Còn nếu mà bao ship mà muốn không lấy đồ chơi thì giảm ít tiền nữa nha các bạn nha. Ghi đông carbon, phụ carbon, thắng đĩa vừa cơ vừa dầu. Twitter T2 cốt yên carbon, yên retrobat, retrobat. Mười hai tốc độ, hai đĩa 12 tốc độ, đã khác so với bản cũ là hai đĩa 11 líp. Có loại thắng đĩa vừa cơ vừa dầu 11 líp, còn bên em là thắng đĩa vừa cơ vừa dầu 12 líp. Cùi đề đĩa retrobat, sơn Sumit 12, dò dĩa Zenith BRS, dò dĩa cũng thay đổi mẫu mới nha các bạn nha, Zenith BRS. Mặt đĩa 50-34, cùi đề đĩa Retrobat, mặt đĩa 50-34, sơn 11, líp thả 11, cùi đề líp Retrobat, thái sơn 12, líp thả 12, cùi đề líp Retrobat 12 tốc độ, hai đĩa 12 líp. Twitter T2 giá xe 13.850.000. Giá này bao ship tặng đồ chơi cho các bạn luôn. Đâm Retrobit, heo đĩa cơ dầu, cùi đề líp Retrobat 12 tốc độ, nền Retrobat. Chế độ bảo hành như sau: khung xe bảo hành 2 năm, đề líp hỗ trợ sửa chữa miễn phí, vỏ, ruột, bạc đạn không bảo hành. Tên con xe, thương hiệu con xe, Twitter T2,
thắng đĩa vừa cơ vừa dầu. Chứ TT2 em có hai phiên bản, thắng đĩa vừa cơ vừa dầu em bán 13.850, thắng đĩa dầu em bán là 15.500 nha các bạn nha. Bánh siêu chớn, giá con này đang bán với giá 13.850.000, thắng đĩa vừa cơ vừa dầu. Địa chỉ mua hàng 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995. Twitter T2, thắng đĩa vừa cơ vừa dầu. 13.850.000. Khung carbon, phụ carbon, cốt yên carbon, ghi đông carbon. Màu sắc con xe là màu xanh, xanh pin chi, xanh giống như khung sườn của xe pin chi. Giá xe 13.850.000. Twitter T2, thắng đĩa vừa cơ vừa dầu. Chào bạn.